sao quý vị và các bạn? Mỗi khi đến với một vùng quê nào đó, Ngọc Tiên lại cảm nhận được sự chân chất hồn hậu của người dân ở nơi đó. Và hôm nay đến với làng Bưởi Tân Triều Đồng Nai, được nhận lời mời của một người bạn, anh nói là sẽ tiếp đãi Ngọc Tiên một món ăn vừa ngon vừa độc đáo nữa. Món ăn này như thế nào? Xin mời quý vị các bạn hãy cùng đi theo Ngọc Tiên để khám phá món ăn này nhé. Chào anh Thanh Sang. Chào chị Ngọc Tiên. Ngọc Tiên đang hồi hộp không biết là cái món mà úp úp mở mở của anh trong điện thoại là món gì nha. À, gà. Đố Ngọc Tiên là món gì? Đố em hả? À, có gà ở đây, có nhiều gia vị đây. Chắc là cho ăn cháo gà đúng không? Không phải hả? Thấy cười im lặng là biết rồi. À, gà nướng. Chính xác đúng không? À, không luôn. Trời ơi. Cảm ơn anh. Anh biết em thích ăn gỏi gà đúng không anh? Cũng không phải luôn. Bất quá tam thôi anh nói luôn đi. Hôm nay sẽ để cho em ăn một món gà hấp trong trái bưởi. Gà hấp trong trái bưởi? Món này hồi đó anh giờ chưa nghe. À, nhưng mà món này làm sao? Bây giờ mình phải làm gì trước với gà đây? Trước tiên là mình phải chọn con gà ta. Gà mái, gà ngon, da vàng, chân đen. Xong rồi ta bằng sạch sẽ, chặt để ráo. Rồi sau đó mình làm gì nữa? Anh có cần em phủ gì đây không? Giờ mình ướp gia vị. Anh chặt sẵn rồi, bây giờ chỉ cần ướp chắc là nhanh. Vậy giờ mình bỏ những cái gia vị nào vô để mình ướp bây giờ anh? Gia vị này chị. À, bột ngọt ha. Dạ. Bao nhiêu muỗng được ta? Nửa muỗng. Rồi đến gì nữa dạ? Đường. Muối. À muối. Muối đây. Dạ. Tiêu. Nêm. Tỏi với hành mình có làm luôn không? Ủa, vậy là mình để lá bưởi vô luôn hả? Nó ra một ít lá bưởi cho nó thơm á, con gà. Dạ. Con gà. Rồi cuối cùng là rượu bưởi. Khoảng 3-4 muỗng gì đó là được rồi. Dạ, 3 muỗng. Mình trộn gà cho nó thấm. Anh, mình ướp vậy khoảng bao lâu là được anh hả? Gà này ướp khoảng 15 phút Tiên. 15 phút? À, cũng nhanh quá ha. Nhưng mà ướp xong rồi sau đó mình làm gì nữa? Ướp xong rồi mình sẽ hấp. Hấp? À, đúng rồi. Tại vì món này là món gà hấp trong trái bưởi mà. Ủa vậy trái bưởi đâu anh? Sao anh không để sẵn đây đi? Mình đi ra ngoài vườn bưởi hái bưởi vô hấp gà trong trái bưởi. À, chính xác, đúng rồi. Vậy bây giờ anh Sang dẫn Ngọc Tiên ra hái bưởi đi, lát nữa mình sẽ vô để mà có gì hấp ở trong trái bưởi. Dạ. Hay quá, đi anh. Để đây đi. Dạ. Ôi, nguyên một vườn bưởi luôn. Thích quá à. Anh ơi, nhiều bưởi quá à. À, việc chọn bưởi để em, nhiệm vụ này quá dễ dàng. Đâu phải đơn giản đâu Tiên. Dạ. Mình phải lựa một trái bưởi vừa chín tới. Nếu mà mình chọn trái bưởi mà còn sống quá thì nó sẽ có vị đắng. Mà trái mà chín quá thì nó có vị hấp lên trái bưởi nó hơi có mềm, bị mềm. Mình phải chọn trái bưởi vừa chín tới nó mới ngon. Khó dữ vậy đó hả? Chà, tưởng là dễ, hóa ra hơi khó khăn ha. Nhưng mà không sao, em sẽ làm nhiệm vụ này, sẽ hoàn thành thiệt là tốt. Ý, coi kìa, coi trái nó được quá kìa anh. Qua đây, qua đây. Trái này nha. Trái này không được đâu, trái này còn non lắm. Trái này non quá hả? À. À, cuối cùng cũng có được một trái bưởi ưng ý rồi. Ưng ý đối với ảnh. À dạ. À, phải công nhận nha, muốn ăn phải lăn vào bếp. Mà đã lăn vào bếp rồi sao nó mệt quá. Anh ơi, vô mình làm liền món ăn này đi chứ em đói bụng lắm rồi đó. Bây giờ chế biến thôi. À, chế bữa này bây giờ mình làm gì anh? Mình cắt cái phần nấm này ra. Dạ. Mình lấy cái ruột mình à, bỏ gà vô. Tức là mình bỏ cái phần chóp ra đi đó phải không? Không, mình cắt nấm này bỏ qua bên đó, mình ấp lại, mình hấp con gà. À, dạ. Ôi
xinh quá. Cảm ơn anh. Ủa sao anh không có làm khí 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 gì, anh làm gì chi vậy? Làm này anh lấy cái ruột bưởi nó ra. Tức là mình sẽ để cái phần ngoài này để mình hấp vô trong đó đúng không? Mình để phần gà vô trong đó. À, thì ra là vậy. Nhưng mà anh ơi, anh làm vậy không có lấy ra được đâu. Được. Vậy phải chờ thời gian coi anh lấy ra được không cái đã. Ủa anh, nhưng mà cái phần đó lát nữa là cái phần trong này, phần ruột này nè, là lát nữa mình cũng phải sử dụng để làm món này chứ hả? Cái phần ruột này thì lát mình có thể là ăn xong thịt gà mình có thể dùng để mình tráng miệng. À vậy hả? Đẹp thiệt á nha, phải công nhận hay thiệt á. Lúc đầu đâu có nghĩ ra là được vậy đâu. Vậy bây giờ mình bỏ thịt gà vô đây ha anh, hay là bỏ cái gì vô? Bỏ thịt gà vô. Dạ. Xong, bây giờ đậy lại, đem đi học. Xong rồi, bỏ vô đây anh ha. Vậy là bây giờ mình sẽ chờ đợi 45 phút. Chắc là bây giờ anh Sang với Ngọc Tiên sẽ đi chuẩn bị đồ đạc để lát nữa mình chỉ thưởng thức thôi ha. Dạ. Rồi xin mời Tiên dùng món gà hấp trong trái bưởi. Dạ, nhưng mà món này là mình sẽ ăn là chấm với muối tiêu chanh ha. Dạ, kèm muối tiêu chanh. Dạ. Thơm lừng luôn, hấp dẫn quá. Thôi em thích nhất là ăn cánh gà nhưng mà em tặng anh. Nghe cái mùi là đã thấy hấp dẫn rồi, thấy là muốn ăn liền rồi. Bây giờ phải nếm thử mới được. Sao cảm nhận? Dạ quá ngon. Ngon ở chỗ là tại vì em thích ăn cay, mà ở đây là có cay của vị tiêu nè, rồi có mặn mặn, cũng có một chút hơi ngọt ngọt tí xíu thôi chứ không có gọi là nhiều quá. Như vậy là chỉ cần với thịt gà nè ha, rồi với một trái bưởi, rồi thêm những cái gia vị xung quanh nữa và lá bưởi nữa mình cũng cần thiết, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể dễ dàng tạo ra được một món gà hấp trong trái bưởi rất là hấp dẫn như thế này. Ngọc Tiên nói ngon là chắc chắn ngon mà. Nhưng mà chắc là cũng phải tốt cho sức khỏe nhiều đúng không anh hả? Cái phần vỏ bưởi này thì tốt cho sức khỏe, giảm cholesterol. Dạ. Như vậy là những ai mà chúng ta cảm thấy là mình sợ bị tăng cân á, thì mình ăn món này cũng rất là hiệu quả và tốt cho sức khỏe của mình nữa. Phần vỏ bưởi này mình có thể ăn luôn được. À cái phần bì bưởi đúng không anh? Là cái phần trắng trắng ở bên trong. À em biết rồi, tức là do là khi mà mình hấp á thì cái nước gà nó thấm vô trong đó, thì lúc đó mình cũng ăn được luôn. Như vậy quá tiện lợi. Mà hồi đó giờ là Ngọc Tiên rất là thích những cái món gì mà làm từ bì bưởi, cũng rất là ngon á. Cảm ơn anh Sang rất nhiều hôm nay đã mời Ngọc Tiên đến đây để thưởng thức món này. Còn bây giờ thì Ngọc Tiên xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng chuyển sang một kỹ năng cuộc sống.